Chào mọi người đến với bản tin cập nhật giá vải mùa vụ 2020 hôm nay, cập nhật giá vải ngày hôm nay thứ 6 ngày 29 tháng 5 năm 2020. Vải đã bắt đầu gần vào chính vụ nên giá vải bắt đầu giảm so với đầu vụ vải sớm, như vải u hồng, vải u trứng trắng, Vài trứng gai, trứng lì, tàu lai trồng chủ yếu tại các địa phương như Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Đắk Lắc một số ít ở Lục Ngạn Bắc Giang, và vài đầu mùa thu hoạch nhiều từ Thanh Hà Hải Dương đang được bán, với loại mẫu mã kém, đầu có nhiều sâu dao động từ 7.000 đến 20.000 đồng trên kg loại hàng đẹp chất lượng hơn, ít sâu quả to tròn giá từ 15.000-24.000 đồng trên kg thu mua tại vườn, và các địa điểm cân mua của các thương lái địa phương, tập trung chủ yếu ở mức giá 12.000 đến 20.000 đồng trên kg. Tại Bắc Giang giá hôm nay trung bình khoảng 12.000 đến 20.000 đồng trên kg loại đẹp nhất khoảng 24.000 đồng trên kg. Hải Dương trung bình khoảng 10.000 đến 20.000 đồng trên kg. Đẹp nhất khoảng 25.000 đồng trên kg. Giá bán buôn tại các chợ đầu mối ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vẫn giao động từ 17.000 đến 30.000 đồng trên kg. Bán lẻ cho người tiêu dùng từ 20.000 đến 40.000 đồng trên kg. Vài được thu mua chủ yếu xuất qua Trung Quốc và các tiểu thương bán tại thị trường trong nước. Bà con vùng vải đã bắt đầu thu hoạch và bán vải nhiều hơn mỗi ngày. Mọi người hãy để lại giá vải tại địa phương mình, tại phần bình luận để mọi người cùng nắm bắt giá vải sớm nhất nhé. Đăng ký kênh để cập nhật thông tin giá vải mùa 2020 mới nhất. Xin chúc bà con có một mùa vải bội thu. Ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương lên kế hoạch tiêu thụ vải thiếu. Dịch Covid-19 nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến tiêu thụ vải niên vụ 2020 tại Bắc Giang. Để chủ động ứng phó, xúc tiến thương mại mặt hàng này, Bộ NN và PTN và các địa phương đã chủ động lên kế hoạch tiêu thụ vải thiều một bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, theo thống kê, diện tích canh tác vải niên vụ 2020 của Bắc Giang là 28.126 ha, ước sản lượng đạt 160.000 tấn, tăng khoảng 10.000 tấn so với năm 2019. Từ giữa tháng 5 năm 2020, vải chín sớm đã cho thu hoạch, dự kiến đến ngày 10 tháng 6, sẽ có 45.000 tấn vải được thu hoạch. Đối với 115.000 tấn vải chính vụ, thời gian thu hoạch dự kiến kết thúc trước ngày 20 tháng 7. Để thúc đẩy xuất khẩu vải thiều sang Nhật, Cục Bảo vệ thực vật đã phối hợp với tỉnh Bắc Giang thực hiện lựa chọn Hướng dẫn lắp đặt hoàn thiện dây chuyển sơ chế, phân loại, xử lý sông hơi khử trùng quả vải bằng bromide và đóng gói, bảo quản khép kín đáp ứng theo yêu cầu của thị trường Nhật Bản tại công ty toàn cầu, lục ngạn, với công suất 2 tấn trên lần sông hơi khử trùng, mời gọi được 3 doanh nghiệp Amei, tránh thu, toàn cầu tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, dự kiến lô hàng xuất khẩu, để chào hàng sẽ thực hiện cuối tháng 5 năm 2020. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19, chuyên gia Nhật Bản không sang được để giám sát, do đó việc xuất vải sang Nhật và thời điểm cụ thể tùy thuộc vào kết quả quá trình đàm phán giữa Cục Bảo vệ Thực vật với phía Nhật Bản. Bên cạnh đó, mở rộng đàm phán với cơ quan chức năng của hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây, Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường này. Đối với thị trường trong nước, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Nguyễn Quốc Toàn cho biết, đã lên kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải vào cuối tuần đầu tiên của tháng 6 năm 2020 phối hợp với tỉnh, thành phố tổ chức hoạt động đón đoàn xe vải thiều từ Bắc Giang đến Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Theo đánh giá của Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn việc tiêu thụ vải niên vụ 2020 còn chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19 kéo dài, cũng như những vấn đề có thể phát sinh khác từ thị trường nhập khẩu. Do đó, Bộ NN và PTN khuyến cáo tỉnh Bắc Giang chuẩn bị tốt phương ái nhàng chế biến sấy khô đông lạnh đồ hộp nhằm kịp thời ứng phó trong một số tình huống bất lợi từ thị trường tiêu thụ vải.